Hi, xin chào bạn, chào mừng các bạn đã quay lại với kênh của mình. Thì ở clip này mình sẽ hướng dẫn cho các bạn là cái phần đăng ký admin đó các bạn. Thì ví dụ như là mình có ở đây là cái trang admin nè. Ở đây các ví dụ như mình log out ra ha, mình đăng xuất ra. Thì đây là cái trang admin của mình ha, một cái trang admin đơn giản của mình. Thì sau khi mà mình mai mốt mình sẽ thay đổi cái giao diện của cái trang đăng nhập admin này với cái giao diện của cái trang admin luôn ha các bạn. Rồi bây giờ mình sẽ thực hiện cái việc mà đăng ký thêm cái nút đăng ký ở đây ha các bạn. Ở đây là nút đăng nhập nè. Các bạn mở lại cho mình là cái trang login các bạn. Các bạn mở lại cho mình cái trang login. Đây, login admin page ha. Ở đây là mình đổi lại là đăng nhập admin đi. Rồi, đăng nhập admin đi ha. Ở dưới cái nút login này, các bạn sẽ tạo cho mình một cái nút đi. Nút đơn giản thôi các bạn. Bằng là tn ha, với tn là success đi. Đây là đăng ký admin. Đây, cái nút đăng ký admin ha. Thì ở đây mình sẽ quay trở về cái round. Ở đây các bạn copy cho mình cái round trên này ha. Mình đã phải đánh ha. Base URL nè, dựa vào cái base URL các bạn. Là cái đường dẫn á. Rồi sau đó mình sẽ là register đi. Bạn đặt cho mình một cái tên ha. Register admin đi ha các bạn. Đây, cái này các bạn đặt tên round gì cũng được nhưng mà miễn sao nó không có trùng với những cái round ở đây ha. Rồi ở đây các bạn sẽ tạo cho mình một cái controller đi. Ở đây các bạn xài cho mình cái login luôn cũng được ha, các bạn xài cho mình login controller luôn cũng được, hoặc là các bạn tạo cho mình một cái controller khác cũng được ha. Ở đây mình xài chung đi các bạn, Mr. Queen. Rồi ở đây cái route login đâu, dashboard đây, sử dụng mình đặt nó đây ha, hoặc các bạn có thể là cho nó là route stone admin đi, đó để dễ tìm các bạn. Rồi ở đây mình thực hiện phương thức get ha, mình sẽ trả về là login controller và cái hàm của nó là Mr. Mini Win. Rồi sau đó mình quay lại login. Ở đây các bạn sẽ cho mình một cái function. Rồi ở đây các bạn sẽ tạo cho mình một cái view ha, một cái view. Ở đây các bạn sẽ tạo cho mình một cái view gần mình template của trang ngoài. Ở đây các bạn sẽ tạo cho mình là một cái folder mới đi. Đây là cái trang index đi các bạn, em chấm em bê chứ. Rồi sau đó mình sẽ trả về it right template ha, cho footer ok mình đã thực đăng ký nè the mean index. Hiện tại cái trang index này chưa có gì ha các bạn. Ở đây các bạn sẽ cho mình một cái trang đi, một cái form. Các bạn mở lại cho mình cái trang login lên ha, login lên các bạn copy hết cho mình. Các bạn qua bên trang register admin này các bạn paste ra. Ở đây mình sẽ đổi lại là đăng ký admin. Rồi ở đây là mình sẽ là register insert đi ha, insert cũng post luôn. Đây là mình bỏ đi cái login nha các bạn,
đăng nhập, hoặc là các bạn có thể là bỏ này kỹ này. Ở đây các bạn cho mình là đăng nhập ha, quay về trang đăng nhập đi. Đó. Trang đăng nhập của mình là trang login ha các bạn. Đây, đăng ký admin nè. Đó, trang đăng ký nè các bạn. Rồi sau đó mình click về quay về trang đăng nhập nè. Ha. Hoặc là các bạn ví dụ như sau khi mà mình đăng ký xong á thì mặc định nó sẽ quay về cái trang đăng nhập cho mình ha, cái cách nào cũng được cả. Rồi ở đây là mình bỏ đi đăng ký này đi ha. Rồi ở đây mình sẽ tạo là email password, các bạn sẽ xem lại cho mình cái user nè, gồm là username là email password nè ha. Ở đây là email là password, các bạn cho mình thêm một cái username nữa. Username. Rồi, ở đây mình sẽ là username nha các bạn. Rồi, sau đó mình sẽ gửi về cái trang là Register Insert Crowd đây. Ở đây. Cái này là phương thức post nha bạn. Cái round này là phương thức post. Post. Rồi. Đây, phương thức post. Từ admin, mình sẽ là Twitter insert đi. Rồi, các bạn qua lại cái này. Click function. Rồi ở đây thì nó giống như trang admin đó các bạn, nó giống như trang login thôi. Các bạn sẽ copy hết cho mình cái trang login này. Rồi ở đây các bạn bắt ra cái register này, sau đó mình chỉnh lại ha, mình bắt ra xong mình chỉnh lại ha. Ở đây là mình thêm một cái trường nữa là cái tên trường username đúng không? Username mình sẽ là validate cho nó. Username ở đây là cái là username stream required ha, cái này không có khoảng trống nè, nó bỏ khoảng trống nè. Required là yêu cầu nè, bạn nên điền trường username ha, tương ứng với cái trường username ở đây, bên đây. Rồi nếu bằng true, nếu mà đúng ha, nếu mà đúng thì mình sẽ là thực hiện cái phương thức post để mình lấy ha, mình lấy username này, mình lấy cái name đây, mình đây ha, mình lấy cái name. Rồi đủ ba trường nè, mình sử dụng luôn login model ha các bạn mở lại cho mình cái login model lên để mình thực hiện việc là insert database các bạn. Check login, cái này không phải check login mà là insert insert admin đi ha, insert admin, hoặc là các bạn có thể là đổi là register admin đi, đăng ký admin ha. Thì nó bao gồm là data các bạn, cái này các bạn đổi lại thành data cho mình ha, đổi lại thành data. Thì ở đây mình sẽ mở lên cái trang brand đi, brand controller nè, để cho nó dễ nhìn đó các bạn. Rồi, brand data title bằng $post, brand data title. Rồi ok, các bạn copy cho mình cái dòng này đi, công mình đánh ha. Sau đó các bạn sẽ bát xuống ở dưới đây. Rồi kết quả thì ở đây là mình sẽ có là username nè, email, password. Rồi đây các bạn bỏ ha. Status thì mặc định đó, các bạn sẽ cho là không đi các bạn ha, bằng không đi, bằng một đi các bạn ha. Ở đây mình đăng ký xong mình kích hoạt luôn các bạn ha, đăng ký xong mình kích hoạt luôn. Ví dụ bằng không thì không kích hoạt thì cái đó mình để sau đi ha, để sau đi. Rồi ở đây thì các bạn đổi lại cho mình là cái username, email, và em sẽ đổi lại thành là password. Đây nó giống như trên này ha.
Ok, mình sẽ sử dụng là Working Model. Ở đây mình sẽ mở lên cho mình là cái brand model để mình copy cái dòng code đi. Đây, copy dòng code này, sau đó mình qua bên đây ha để cho nó tiện các bạn. Insert vào cái user đúng không? Insert vào cái user nè. User này đúng không? Insert vào user. Sau đó là data mình gửi qua đúng không? Ở đây mình thay vì insert brand thì các bạn đổi lại cho mình là register. Đó. Start view tiện. Rồi. Sau đó là mình sẽ đổi lại cái hàm. Rồi sau đó là data. Ở đây là mình sẽ là quay vào cái trang login model đúng không? Login model thì các bạn sẽ ở đây mình có login model chưa ha, để mình sẽ xem data this login model this model. Đây mình gọi model rồi nè các bạn, login model nè, cái này mình gọi lại nữa, bỏ đi ha. Mình gọi một lần thôi các bạn. Nếu kết quả result đây bạn, nếu kết quả có nghĩa là nó insert vào được rồi các bạn ha, nó sẽ trả về cho mình là insert ha. Ha, nó sẽ trả về cho mình là đúng ha, đúng là một đó các bạn, nó sẽ trả về cho mình là một, còn không nó sẽ trả mình cho mình là không á, là true false đó các bạn ha, là true false đó. Rồi bây giờ nếu kết quả session, mình không cần session, mình không cần set session ha, chỉ trả về là cái câu lệnh là đăng ký đi, đăng ký user mình thành công đi các bạn ha. Rồi. Hoặc là ở đây là thất bại. Rồi, thì thất bại mình sẽ quay cái này là nó sẽ quay trở về cái trang mình sẽ cho nó quay trở về cái trang trang register admin các bạn, Terra register admin. Rồi. Còn đây nó cũng quay trở về cái trang này luôn các bạn. Rồi, các bạn mở lên cho mình cái một cái trang để mình copy cái brand nè, các bạn mở trang brand nè. Sẽ copy cái dòng này, cái dòng flat data này, có nghĩa là nó trả về cái thông báo các bạn ha, thông báo đó. Đây, index mình sẽ à cái này có luôn rồi nè, có luôn rồi ha. Bây giờ mình sẽ thử mình thiếu cái nút đăng ký, thiếu cái form đăng ký các bạn, cái đăng ký ha. Rồi trở về cái ký mini. Rồi ok, sẽ có được cái nút như thế này. Bây giờ mình thử đăng ký nha các bạn, bây giờ mình thử đăng ký coi. Email cái này username nè. Login đi. Rồi, password là 123456 đi ha. Mình lỡ nhấn enter và đăng ký thành công rồi các bạn. Nè, nó insert vào cho mình nè. Em mở login nè. Nhưng có điều ở đây là cái password nó đây mình sẽ xem lại ha. Ở đây password của mình là MD5 các bạn. MD5 ha, nó mã hóa theo cái kiểu MD5. Rồi, bây giờ mình sẽ thử lại xóa bỏ đi ha. Thử lại coi. Rồi, bắt buộc 123456 nè. Ok. Rồi, sau khi đăng ký thành công nè, mình sẽ xem lại ha. Đây ok nè các bạn. Rồi bây giờ mình thử đăng nhập ha, quay trở về trang đăng nhập. Bây giờ mình sẽ đi làm hiểu admin 23456 MD5 password đây có MD5 luôn rồi các bạn, có MD5 sẵn rồi, cho nên ở đây mình sẽ password thôi ha. Rồi bây giờ mình sẽ đăng ký lại ha.
Rồi, ok, thành công đó, đăng ký thành công ha. Ví dụ như đăng ký thành công thì các bạn có thể là quay trở về cái bay away và login. Rồi, ok ha. Giờ mình sẽ quay trở về login thử. User đăng nhập ha. Rồi, 2, 3, 4, 5, 6. Đây. Vào thành công rồi các bạn.